Sing that shit. Hello anh em đã quay trở lại với Real Tech. Thì video ngày hôm nay đấy, chúng ta có rất nhiều bàn phím anh em ạ. Có thể 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Và nó đều đến từ nó đến từ FL Esports. Nếu mà nói FL Esports mới á, thì nó chỉ là mới ở thị trường Việt Nam thôi. Nhưng mà nếu mà anh em nào kiểu hay order bàn phím á, thì chắc là sẽ không còn lạ gì với cả FL Esports đúng không? Ở đây á, thì mình đang có 6 cái bàn phím mới đến từ FL Esports và được phân phối chính hãng ở Việt Nam luôn anh em. Bây giờ chúng ta sẽ không cần phải order nữa. Và đối với cá nhân mình á, thì FL Esports thì nếu mà so sánh, chúng ta sẽ so sánh với cả NG. Bởi vì mức giá nó cũng the same nhau như kiểu con FL680 này, thì mức giá của nó là khoảng là 2,5 triệu. Thì con NG68 cũng giá nó cũng quay quay khoảng tầm 2,5 triệu, 2,6 triệu. Nếu mà so với ACO á, thì mình thấy là giá của ACO sẽ rẻ hơn một tí. ACO mà như kiểu là con 680 của ACO thường thì giá của nó sẽ vào khoảng là 1,8 triệu, 1,9 triệu hoặc là 2 triệu gì đấy. Hoặc là mấy con như kiểu con 87 hay là con 980 của ACO giá nó cũng sẽ rẻ hơn, mấy con này giá của nó sẽ cao hơn. Nhưng mà thôi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn qua một tí. Đấy chính là với cái đống bàn phím này của FL Esports mới thì nó có ngon không nhá. Đối với cá nhân mình á, mình sẽ nói trước với cả anh em, đấy chính là đây sẽ là một trong những sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời đối với cả anh em nếu như anh em mới bước chân vào bàn phím cơ và anh em muốn custom nó. Đương nhiên là mức giá của nó sẽ hơi cao, nhưng mà khi mà anh em đã đụng vào nó rồi á, anh em sẽ phê anh em ạ. Mình sẽ phải khuyến nghị với anh em trước nhá. Ở đây á, thì mình đang có 3 con, 1, 2, 3. 3 con này là 3 con FL Esports FL680. Đó. Ba con FL680 này á, thì ở đây sẽ có 3 phối màu. Mình không biết là tổng của nó sẽ có mấy phối màu, nhưng mà mình đang bet được lên đây là 3 cái phối màu. Và phối màu của nó nhìn đẹp đúng không? Nhìn khá là sang, nhưng mà nếu mà anh em nhìn vào cái layout này á, cái phông chữ này á, anh em sẽ có một cái sự quen thuộc ở đây. Đấy chính là nhìn nó giống key cup của ACO vãi anh em ạ. Thế với anh em luôn là giống key cup của ACO vãi trời luôn. Và để anh em biết là nó giống key cup ACO đến mức nào á, thì mình sẽ để cái này ở đây cho anh em nhìn này. Ở đây mình đang có một cái phím function của ACO. Giống nhau như đúc anh em ạ, phông chữ ở đây. Rồi là mình sẽ có một cái nút Q của ACO. Giống nhau chưa, giống nhau chưa? Đấy. Nhưng mà mình thấy ấy, và kể cả là cả hai cái này, cái key cup ACO sẽ là PVT double shot, còn con này cũng là PVT double shot. Nhưng mà mình thấy có một điểm cộng của con FL Esports ấy, đấy chính là cái PVT double shot của nó thì cái bề mặt switch của nó sẽ hoàn thiện kiểu hơi nhám. Nếu mà anh em để ý, anh em nhìn nghiêng sẽ thấy cái bề mặt này sẽ hơi nhám, thành ra là cái cảm giác chạm vào bề mặt của nó sẽ thích hơn. Còn của con ACO thì nó sẽ là hơi bóng. Ừ, cái bề mặt con ACO nó sẽ hơi bóng, con FL thì nó sẽ là kiểu hơi nhám. Thì cái này nó tùy vào sở thích của mỗi người thôi. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy kiểu làm nhám nhám như này á, thì nhìn nó sẽ sang hơn và nhìn kiểu màu sắc nó cũng kiểu ổn áp hơn. Còn về nếu mà anh em nào đang phân vân, đấy chính là layout chữ á, giống y xinúc ACO luôn, anh em không cần phân vân đâu anh em. Nhưng mà đẹp đấy, đẹp, kiểu phối màu xanh trắng này đẹp này. Rồi là kể cả phối màu kiểu đen với cả kiểu dạng hơi neon nổi nổi á, nó cũng đẹp, hay màu hồng. Anh em nào kiểu hay mạnh mẽ chân ái rồi anh em. Mà con 680 này á thì nó cũng sẽ giống như là con NG68 á, nó vẫn có không dây, nó có receiver, nó có bluetooth, rồi là cái plate của nó sẽ là plate thép. Rồi có lót sẵn form PCB, nhưng mà form đáy nó có lót, nhưng mà mình thấy là cái form đáy của nó đang có nghĩa là nó vẫn đang hơi rỗng một tí anh em ạ. Hình như là do FL Esports họ lót form đáy nhưng họ chưa lót hết. Ví dụ như là có một số phần đi ở xung quanh cái pin ấy, rồi các thứ á, họ không lót được hết mà họ chỉ lót ở từng vùng thôi. Thành ra là cảm giác nó vẫn chưa được đầm lắm. Mình nghĩ là nếu mà anh em mua mấy con FL680 này về á, thì anh em nên lót lại form đáy. Còn form PCB thì nó đã lót sẵn rồi, thì cái này sẽ là tùy anh em thôi. Còn form đáy thì mình nghĩ là anh em nên lót thêm, thì cái cảm giác gõ của anh em nó sẽ tốt hơn. Ở đây á, mình sẽ có đang có hai option cái switch của con FL680. Hiểu con này này, con này thì nó sẽ là Gateron Brown, và nó có loop sẵn rồi, nó có loop sẵn rồi, thành ra là cảm giác gõ nó sẽ rất là ok. Đó, nó có loop sẵn rồi nhá, thành ra là về anh em sẽ không cần loop lại đâu. Với cả nó có hot swap mà, anh em mà không thích mấy cái switch này, anh em có thể tháo ra đổi đúng không, tháo ra thay cái switch khác vào gõ sướng hơn. Hình như là nó có thêm mấy cái option mà xài, để chính là Gateron Cap Zero á, mấy cái switch đấy gõ nó cũng được anh em. Mình thích mấy cái bản mà Cap Zero các thứ hơn, gõ nó sẽ thích hơn. Còn ở bên này á
CMK87 anh em ạ. Ba cổ. Đấy, nhưng mà không có dây. Đâu, không có không dây. Đấy, nó là một cái bàn phím có dây, giá ba cổ anh em. Nhưng mà cầm nặng lắm, thích lắm. Về cơ bản thì cái switch của nó sẽ sáng màu hơn là con 680. Switch nó sẽ sáng màu hơn, nhưng mà nó là layout 87 phím. Nhìn mặt đáy này. Đã anh em ạ. Nhìn đã ghê luôn á. Đây 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 đây, cũng là hai nấc này. Nhưng mà con này thì sẽ không có receiver hay là bluetooth đâu. Ở đây có một cục kim loại này. Ở đây có kim loại nữa này. Đây là đầu tai si của nó này. Đây là cái công tắc bật tắt led này. Nói chung là sắp tới mình sẽ có một số video đánh giá chi tiết cho anh em. Nhưng mà con này nó sẽ có một cái hay, để chính là switch của nó sẽ xài, để chính là switch Kaibok Peppermint. Kaibok bạc hà anh em ạ. Nó sẽ là linear và cái cảm giác nó sẽ hơi nặng, và cũng như là bởi vì nó là Kaibok mà nó kiểu nó cả một cái hình tròn, nó hình ống như này ấy. Thành ra là cái cảm giác gõ của nó rất là chắc chắn. Chi tiết thì mình sẽ gửi cho các bạn video đánh giá sau. Nhưng mà con này có một cái mình không thích anh em. Mình sẽ phải mở ra cho anh em xem luôn. Đấy chính là cái dây tặng kèm nó hơi xấu. Cái dây tặng kèm đây. Dây đây, đây là cái dây tặng kèm của nó này. Mà mình nghĩ đây không hẳn là dây bọc dù của nó, là dây bọc vải anh em. Nhìn cái dây này. Đó, nó không phải dây bọc dù đâu, nó là dây bọc vải đằng trong, nó chắc là dây cao su ấy. Nhưng mà cái dây nó cũng nó rất là dễ bẩn. Nhưng mình nghĩ là nếu mà anh em mua con này về á thì anh em nên sắm cho mình một cái dây custom, dây lò xo thì nó sẽ đẹp hơn nhiều và nó sẽ chất hơn. Nhưng mà với ba củ trong con CMK87 như này á, giá chính hãng thì mình thấy là cũng được, không có vấn đề gì cả. Còn đây sẽ là con FL980, đây sẽ là con 108, con gì gì 108 mình quên mất tên rồi, GP108 đó. Hai con này thì sẽ là dành cho những anh em nào kiểu thích layout to á. Con này thì dùng Cherry Profile. Không phải switch của Cherry nhá. Con này là Kaibok Wide này. Con này Kaibok Wide, còn con này là, để mình check lại. Kaibok Red. Đó, hai con này thì sẽ xài Kaibok, nhưng mà hai con này cũng là dạng là kết nối có dây, nó xài Type-C. Thì Kaibok thì anh em biết là cảm giác gõ của nó như nào rồi đúng không? Mình sẽ không nói nhiều, nhưng mà hai con này thì sẽ xài Cherry Profile. Cảm nhận sơ bộ của mình về đống FLE Sport này á, thì chính là nếu mà để mình lựa chọn giữa một con NZ, vậy mình là một thằng từng xài NZ rồi. Mình có một con NZ 8 mà sau đó mình gần đây mình bán mất rồi. Thì mình thấy là nếu mà anh em thích kiểu đẹp theo kiểu cá tính á, thì mình thấy là con NZ 8 đẹp hơn. Bởi vì nó con NZ 8 nó có một cái bản là cây smoke, và cũng như là cái keycap của nó nhìn nó rất là màu mè. Thì cái nó nhìn nó cá tính hơn. Còn con này á, nhìn nó cũng đẹp, nhưng mà nó sẽ đẹp, mấy con FLE Sport này á, nó sẽ đẹp, nhưng nó đẹp theo kiểu là nó trầm hơn á. Đó, nó đẹp cái kiểu đơn giản và sang trọng, nó lịch sự hơn. Hay thậm chí anh em thấy là con NZ 80 á, nhìn nó cũng rất là cá tính đúng không? Đó. Thì con này nhìn nó sẽ kiểu sơn đơn giản hơn, sang trọng hơn. Và con này nó là chính hãng. Chính hãng thì mình nghĩ nó cũng sẽ là một điểm cộng để anh em lựa chọn. Giá của nó thì ngang nhau thôi. Con NZ 8 á, thì nó sẽ có một cái bản, để chính là bản plate đồng. Cái bản plate đồng á, cảm giác gõ thích lắm. Nhưng mà NZ 8 thì nó sẽ có một cái lỗ ở đây. Thực ra không phải cái lỗ. NZ 8 thì nó sẽ có một cái không bằng so với mấy con FL, đấy chính là nó không được lock form sẵn. Thành ra là khi anh em mua về anh em sẽ phải tự lock form. Còn mấy con này thì nó được lock form sẵn rồi. Con NZ 68 thì nó sẽ có thêm một cái bản plate đồng. Plate đồng thì gõ khá là thích. Cá nhân mình thì mình cực kỳ thích cái cảm giác gõ ở trên plate đồng. Còn mấy con này sẽ là plate thép, cảm giác gõ của nó sẽ khá là phổ thông. Nó sẽ tùy vào từng người thôi. Còn về stab của mấy con này á, hôm trước thì mình đã làm cho anh em một cái video đánh giá, đấy chính là con Aco 3098 bản wireless. Đó, thì mình thấy là với con Aco đấy á, nó có một cái mức giá rất là tốt. Thề với anh em luôn là mình không nghĩ là với mức giá hết trên 2 triệu mà có một con bàn phím 98 phím mà nó lại ngon đến như thế. Con đấy á, nó lock form đáy rất là kỹ. Đấy, form PCB cũng lock rất là kỹ. Rồi cũng như là stab nó làm kiểu cực kỳ kỹ luôn á. Thành ra là cái cảm giác gõ stab và cũng như là cái độ đầm của nó á, mình nghĩ là mình không nghĩ nó là một cái bàn phím vào giá khoảng tầm hơn 2 triệu. Bởi vì nó đã được cất tầm lại rất là kỹ rồi. Về gần như là không cần phải làm lại gì cả. Thì mình thấy nếu mà anh em muốn kiểu hiệu năng siêu âm thanh tốt thì con Aco 3098 hôm trước mình làm video cho anh em á sẽ là một sự lựa chọn. Nhưng mà nếu như anh em muốn kiểu một cái phím cao cấp hơn, về anh em cũng kiểu vọc vọc một tí á, thì đám FLE Sport này cũng là một sự lựa chọn mà anh em nên cân nhắc. Đương nhiên là về lót lại form đáy thì nó sẽ hơi mất công. Thực sự là nó sẽ hơi mất công. Mà gửi đi thì nó sẽ mất cái cảm giác custom đi. Đó, và ok, vừa rồi là một cái video mình làm nhanh cho anh em về đám FLE Sport. Đẹp đúng không? Ừ, mình khá ấn tượng với cả đám này. Mình đang tính mua con này anh em ạ. Mình đang tính mua luôn cái này để công ty gõ.
để trải nghiệm một thời gian xem thì nó sẽ như thế nào và thương hiệu mới chính hãng ở Việt Nam nó sẽ ra sao. Ok, ý kiến anh em như nào hãy comment phía dưới nhá. Đừng quên like, share và subscribe để có Real Tech. Video này là video quay nhanh thôi. Thành ra là nó sẽ không thể nào mà đi sâu chi tiết vào từng con bàn phím được. Mình sẽ chỉ show off nhanh cho anh em. Và ok, anh em hãy comment ý kiến phía dưới nhá. Đừng quên like, share và subscribe để có Real Tech. Và sẽ lại, xin chào, hẹn gặp lại anh em nhá.